Tự tử mua giấy số xuống giấy số đời nào ba? Tao nè. Sida. Nó có những cái phân trường đoạn rất là buồn cười, rất là dễ thương. Tòa tuyên án tội phạm Trần Thị Trang tử hình. Cảm ơn, cảm ơn. Cũng như là chị Thu Trang động lại cho Kelly rất nhiều cảm xúc.